gai này này ấm nhất này là bơ cao nhiều cái gai nè, đây đây nè các bạn này, đây là cấu trúc của một cái gai của con cá nóc nha. Nhìn nó giống giống như gai con nhím nhím. Ừ, nó giống con nhím biển này. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở Nam Du các bạn ạ. Và đây là một buổi tối ở Nam Du. Và tối ngày hôm nay thì mình và anh Kiệt sẽ đi bắt một đi mò cua bắt ốc. Và trong đó thì có một con cá rất là đặc biệt, đó là cá nóc, về để làm một cái món rất là ngon từ cá nóc. Bây giờ thì mình đang ở bãi sỏi của đảo Nam Du nha các bạn. Đây là con đường đi xuống xuống dưới khu vực biển này các bạn này. Hôm nay thì anh Kiệt với các con trai của anh đang chuẩn bị đi xuống để mò cá đấy các bạn ạ. Nói chung là cái nghề này thì chủ yếu là làm trong đêm các bạn ạ. Đi xuống chân của núi xong đó là bắt đầu mò. Cái này mình mò khoảng mấy tiếng anh Kiệt? Mò khoảng 2 tiếng. 2 tiếng hả? 2 tiếng là đủ rồi hả? Ủa sao cái này giống cái khu villa gì đó hay sao? Ờ, villa là ở đây thổi nè. Thì ra. Đấy, bây giờ anh bắt đầu anh xuống các bạn ạ. Hút đứa thuốc trước khi không có đâu, đi rửa kiến. À, rửa kiến hả? Rửa kiến. Lấy thuốc lá để rửa kiến các bạn ạ. Đây là cái chiêu thức đầu tiên. Hôm nay nước lên của anh Kiệt hả? Nước đang lên ha. Dạ. Cái kiến này chống nửa anh sẽ làm thuốc anh nhục anh nhìn xuống đáy á. Ừ. Như vậy. Dạ. Rất là ròn ha. Ừ. Sao anh kiếm cái thân bông mà lâu một lần tốt nữa có thuốc phí rồi. Không, nó không có trong. À, chỉ có cái thuốc ở trong á. Dạ. Không rõ. Này đấy các bạn, thuật chiêu các bạn nha. Muốn cho cái kiến trong là dùng dưới thuốc lá nè. Này mình mò ở đây xuống dưới kia là mình dùng không? Đây dài dài đây nha. Một đêm như vậy mình bắt được nhiều này. Không, bắt được 700. 700. Đấy, 700. Cứ mò hết 2 tuần này đầy là về. Không có, không tới đâu. Chọn như mà vô chơi vậy không dài tiếng màu, 2 tiếng màu lên. À, ha. Em này đi được nhiều năm rồi. Mấy đi lần 2 bữa à. Mới đi 2 lần ha. Kiến cha. Cha coi kiến vừa không? Lẩu kiến gì? Đây, đây trứng sống. Hôm nay bắt đầu một công việc. Cái này thì hôm nay mình thì nói chung cũng khó mà xuống tận nơi quay được vì anh không có đi thuyền đấy các bạn. Tức là anh chỉ mò, anh mò trong bên mò dọc theo cái men của cái bờ biển như thế này này. Anh mò dọc xuống như kia, anh lên. Chứ anh không có thuyền, không có bè cho nên mình không thể mà đi cùng anh xuống nước được vì mình còn máy móc các kiểu quá, mình cũng hơi ái ngại một xíu. Không phải mình muốn xuống mà mình không thể xuống được. Xòi dưới nước xong bắt đầu là thấy con cá nào là lụm con cá đó, thấy ốc thấy cá là bắt hết, lụp lặn xuống nước các bạn ạ. Cái nghề đây là cái nghề ngâm mình dưới nước trong đêm các bạn ơi. Nói chung là để kiếm được con cá cũng cực khổ, không có phải phán gì đâu các bạn ạ. Đây thì anh đang hình thức là mò cua bắt ốc. Hình như anh thấy được. Anh thấy đàn con rồi. Ồ, anh thấy xong anh dùng một cái niệm các bạn ạ. Anh dùng cái gì anh bắt. Hôm nay thì hai cha con đi, con năm nay cũng 17 tuổi rồi, bắt đầu theo cha đi bắt cá được rồi. Ồ, được một con rồi kìa. Con gì đây anh? Cá. Cá hả? Ủa anh xâm, anh chìa nó chết luôn à?
À, tức là người ta có một cái gọi là một cái lao các bạn. Tức là ồ con gì đó, con gì đó em? Cá. Ồ hay quá, thằng em bắt được con cá rồi kìa. Các bạn thấy chưa, không phải là đánh bắt bằng lưới các bạn, mà mò bằng tay. Ồ, công nhận là mình không ngờ là đến thời ngày nay mà mình còn có người đi mò cá kiểu mò xong thấy là phóng lao các bạn ạ. Thực sự rất hiếm thấy mà, nhưng mà anh là bắt được cá rất là hay. Thằng em nó bắt được mấy giờ bắt được, mình thấy bắt được 3-4 con rồi đó. Tức là đây người ta bắt theo hình thức là người ta đưa cái đèn các bạn, cái đèn pin xong người ta rọi dưới nước á. Xong cá nó thấy xong nó đứng lại, bắt đầu người ta phóng lao vào người nó, xong người ta đưa lên. Tức là bắt cá theo dạng thủ công các bạn, chứ không phải bắt còn cài lưới. Rồi, cuối cùng thì anh cũng tới đây rồi. Hôm nay được cá không anh? Ôi, nước sóng, hôm nay sóng mạnh quá. Các bạn thấy cái nghề này rất là cực khổ các bạn. Những con sóng nó gặp như vậy mà anh ngâm mình dưới nước là lúc này là mình bắt đầu quay là anh là 7 giờ mà bây giờ là 11 giờ đêm rồi, anh đang như vậy, anh đang ngâm mình, anh ngụp lặn dưới nước như vậy là hơn 4 tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Ô các bạn ơi, hôm nay được 2 cá nóc. Lại trong đây. Không lại nha. Ây da, sao hôm nay sóng lớn quá vậy? Có mò có vất vả không? Đây các bạn này. Trời ơi. Hôm nay về chưa? Hay là mò thẳng xuống dưới kia luôn? Chưa về ha. À anh mò toàn được ốc mặt trăng không kìa. Đây các bạn này, anh nhá, đây là thành quả của anh nè các bạn. Được con mực luôn à? Ồ. Ừ, kia có con kìa. Trong kia có ha. Đây là cá nóc các bạn, được 2 cá nóc này. Thằng em là hôm nay là ngày thứ 3 đi làm đúng không anh? Đây là thằng em con trai của anh Kiệt các bạn này. Thằng em ngày thứ 3 đi làm này. Ở dưới này thì được cả con càng cúng luôn này. Con này có bị đâm chưa? Được con càng cúng luôn à? Ồ thằng em có vẻ mới ra nghề mà sao giỏi chứ anh? Giỏi vậy, đi ba ngày hả? Em chơi gì mà bắt được quá trời này. Ngang ngang với bố luôn rồi. Ủa sao mà bắt được quả xoài vào đây làm gì đây? Ủa đây người ta ăn à? Người ta cũng. À người ta lùm mà lùm quá à? Dạ. Tưởng như vậy có dây xài à? Em tưởng là anh mò hồi trong anh lên bờ anh hút thuốc hay là anh lên mò tiếp anh thấy em, hay là anh mò một ngày một nư tới đây luôn này? Một chạy tới đây luôn ha. Là bây giờ là chạy tới đây vậy nó là khoảng tiếng mấy nữa ha. Ủa rồi cái lúc đó, ban đầu em thấy cái xe anh lên đây rồi xe để đâu rồi? Xe gì rồi? Xe về ai lên lấy xe về hả? Tính là vất vả anh nhỉ, anh làm được nghề này được nhiêu năm rồi anh? Lâu lắm rồi. Mò cái này kiểu này này. Là từ mà cái thời mà mười mấy tuổi giống em hả? Tới giờ luôn. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Bây giờ 40 rồi. 40 mấy ha. Vất vả lắm, làm nghề này rất là vất vả. Ôm cái này nhà mình không có thuyền này không này hả, chạy mỏ này không hả? Hai nhà con hình như có ốc mặt trăng là nhiều hả? Trăng nhiều, ốc mặt trăng nhiều ghê chứ. Rồi con này con cá mú à? Mú. Rồi con này ốc ốc gì đây? Ốc quân nữ. Cũng nhiều loại ha, gặp con nào là bắt con đó à? Dạ hôm nay thì được 2 cái nóc các bạn này. Như vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ cùng làm. Bây giờ nó mềm người lại rồi. Tức là không có ai đụng vào nó thì nó mềm lại các bạn ạ. Nhưng mà có đụng vào nó cứng lắm. Đúng rồi. Cá nóc này có độc không anh? Không, ăn đó, nó có ăn hay không? Nó nóc đã ăn chiều đó. Cá nóc không có độc ha? Không. Hình như cá nóc là có một loại có độc, một loại không đúng không anh? Có loại có độc của loại nào nhỉ? Loại dài. Dài là có độc. Ừ. Con này còn làm phình toàn này không có độc. Không. Loại này không có độc mà có gai các bạn ạ. Gai nó nóc này rất là cứng này. Bén lắm ạ. Bén lắm, cái này mà đụng vào một cái là đứt tay như chơi.
con cá nào mà lở mà nuốt với nó phồng lên như này nó châm cho nó bể họng luôn, đâu ăn được. Này mua mùa mưa sao ta? Mưa thì không làm. Mưa không làm. Lạnh. Lạnh quá không làm ha. Nắng ngày làm. Không, ta thích nhỏ đi á. À thích nhỏ đi giờ luôn. Ừ, cứ ngày làm luôn. Sáng nay mình không làm ban ngày cho nó khỏe anh. Ngày không có ốc. Không có ốc à? Mà này mới có ốc với ra ha. Đúng rồi. Hôm nay thì coi như các bạn được trải nghiệm được biết thêm một cái nghề về lặn biển trong đêm nhé các bạn. Một cái nghề mình thấy nó rất là cực khổ và nó rất là vất vả. Đấy, mình thấy là đặc biệt các bạn thấy là sóng như thế này này mà ngập lặn đến sóng, ngập lặn mãi dài đã như là 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Rất là cực. Chật hết tay rồi. Cái này là bây giờ ví dụ như bình thường là mình làm này xong về mình đưa chợ bán à, nhập mối à. Ừ. Đúng rồi, chợ bán. Nhập mối ha. Quên giới thiệu với các bạn, đây là anh Kiệt nha các bạn. Anh Kiệt là một người gọi là thợ lặn đi ha. Thợ lặn biết bao nhiêu năm rồi, rất là lâu trong cái nghề này rồi. Một thợ lặn rất là chuyên nghiệp rồi, nhưng mà làm một cái nghề nó khá là vất vả. Đó là gọi là lặn mò ốc, mò cá trong đêm á. Ví dụ thường thường là người ta sẽ là đánh bắt bằng tàu thuyền đúng không? Nhưng mà đây anh không có đánh bắt bằng tàu thuyền mà anh làm cái nghề gọi là nghề lặn các bạn. Thợ lặn đấy. Gọi là đi bắt cá bằng cái xuyên cái đâm á. Rất là cực. Các bạn nhá, đây là các bạn ở đây thì anh có đang có hai cá nóc này. Thường thường cá nóc này là ăn rất là ngon nha, và ngon nhất là phần da này. Ây da, cá nóc này bây giờ là ở ngoài rất là hiếm nha. Thì bây giờ nếu mà bạn nào mà có đi du lịch Nam Du á thì thường thường anh mò dọc theo cái đường biển này này, thường thường dọc cái này này, hầu như ngày nói mò. Thì dọc theo này á thì nếu các bạn mà đi mà nhà nghỉ mà gặp anh thì có thể thích anh thì có thể mua cho anh ủng hộ anh nha. Ở đấy thì đặc biệt là các loại ốc thì mình không nói, mà đặc biệt là có anh có cái món cá nóc các bạn. Cá nóc là một cái món rất là đặc sản, rất là quý và hiếm nữa. Cá nóc là không có độc nha, các bạn đừng nghĩ cá nóc có độc nha. Có hai loại cá nóc có độc và cá nóc không có độc. Cái này cá nóc không có độc, ăn rất là ngon. Thì nếu mà thích ăn cá nóc thì có thể đặt riêng anh nha. Số điện thoại chắc là chốc nữa mình sẽ ghim ở trong cái phần mô tả của video á. Thì nếu mà các bạn nào mà thích đặt hàng anh thì có thể alo cho anh. Rồi anh đi bắt về thì anh nuôi cho. Anh sẽ đóng thùng riêng cho. Mà anh cái con này ví dụ mình đưa về mình bao lâu là nó sống được bao lâu anh? Nói chung không sống đâu, chết á. Chết hả? Ủa sao ví dụ như bao giờ nó sống này đưa về sao nó phải chết này? Thì lâu quá nó chết. Ồ, lên bờ lâu có chết à? Sao kỳ ta? Nó bị nguyên nhân sao nó chết này? Chết. Bị lâu quá. À. Mình hay mình lấy nước biển mình ngâm cho nó không chết không? Không chết. Con này mình có xuyên có đâm gì nó chưa? Không. Ồ, nó lên bờ nó chết à? Có thở oxy cho nó gì không? Có thì có sống thì được. Có oxy là sống à? Đấy, thì bạn nào có muốn ăn cá nóc thì có thể đặt ánh nha. Ồ, con cá nóc này các bạn đưa về nuôi làm cảnh cũng được các bạn ạ. Tuyệt vời. Dụng cụ có gì đây? Ở đây thì mình thấy pin hả? Pin này cho đèn pin à? Hết pin là thay. Thằng em, vất vả không em? Vất vả không? Không thấy vất vả. Rồi, thằng em này còn được một thùng luôn. Thích nghề này không? Có thích nghề này không? Không thích à? Ờ à, đúng rồi, coi kiếm nghề khác đổi nghề nha. Anh thấy cái nghề này nó hơi nguy hiểm. Lặn trong đêm này. Ôi anh ơi, sao con này bây giờ nó xẹp xuống anh? Ừ, xẹp anh. Nó xẹp xuống nhà mình đụng nó hút lên lại hả? Không có đâu. Ôi sao tự nhiên nó xẹp này, con này nó mềm nhụn lại rồi. Nó phồng như thế này còn được bao lâu anh? Cũng cả 2-3 tiếng á. 2-3 tiếng là nó xẹp xuống à? Nó xẹp xuống là nó chết. À đấy các bạn ạ, như vậy là sáng ngày mai là mình quay lại không còn phồng như thế này đâu mà nó xẹp xuống mất tiêu rồi. Làm gói mì tôm nó cho nóng người à? Không, ói á. Ói hả? Sao kỳ vậy? Sao? Tính thay anh hộp mì tôm anh ăn cho nóng người. Không ăn, ói. Ói hả? Ui sao ăn xong xuống biển là ói hả? Ủa các bạn ạ. Ờ đúng rồi. Không. Không uống gì à? Không làm xì rượu cho nó ấm người à? Thôi. Không dám uống hả? Mới có em mới có bắt có 3 ngày, mới có học bắt 3 ngày thôi hả? Ở đâu? Học bắt bao nhiêu ngày rồi? Ba đó. Bắt yên hả? Không, ý anh nói là em đi bắt này được mấy ngày rồi. Hả? Ờ. 2 ngày à? 2 ngày mà có thành quả như vậy rồi.
Ủa các bạn ơi, thế là thằng em này cũng rất là giỏi nha. Mới ngày thứ ba, hôm nay là ngày thứ hai đi bắt này, ngày thứ ba đi bắt nè. Mà bắt được cả nửa thùng như vậy rồi kìa. Có tái thẳng anh ạ. Không phải dạng vừa đâu. Đấy. Bây giờ anh với thằng em là sẽ đi bắt ở dày dày xuống kia luôn hả? Đúng rồi. À, rồi nhớ các bạn, như vậy thì chắc là bây giờ thì mình sẽ chờ đến sáng ngày mai thì mình sẽ vô, mình sẽ thưởng thức hai cá nóc này nha. Làm cái món của anh nói là một số món đặc sản của cá nóc. Rồi, cảm ơn anh nha, cẩn thận nha anh. Ờ, đi, em thấy nó sóng lớn, em thấy hơi gớm gớm. Gớm là bình thường chứ. Bình thường hả? Dạ. Dùng nữa luôn. Dùng không nổi đâu. Dùng nổi hả? Nặng lắm hả? À, có khi nào mà mò được đầy thùng này bao giờ chưa? Có ơi. Có hả? Tại cái đây nè. À, tới đây luôn. Ừ. Đầy quá, đổ ra ngoài phát sao? Không. Không đổ hả? Thì đứng nổi. Nặng quá. Nặng quá đứng nổi chứ còn không có đứng nổi luôn hả? Ừ. Rồi, tức là có hôm ngủ được nhiều hả? Ừ. Trong mình tới ít đỡ. Có hôm ít, có hôm nhiều hả? Nhiều quá thì đứng nổi đâu. Có khi nào mò nửa đường alo cho người nhà chạy ra đưa về không? Không. Không có hả? Đĩa này có mang theo điện thoại gì không anh? Không. Không luôn hả? Ờ, ướp cũng đổi vậy nè. À, đấy các bạn ơi. Hôm nay gió khá lớn, sóng biển khá là lớn các bạn ạ. Em ngồi nó trụ dưới kìa. Bây giờ thì anh với con trai của anh này tiếp tục đi mò xuống dưới kia các bạn ạ. Hôm nay mình thấy sóng biển khá là lớn. Như các bạn thấy ngồi có chút xíu thôi mà nó dập dình này. Đấy, các bạn thấy trong đêm không? Đấy, ngâm mình dưới nước như vậy cả đêm vậy đó. Sóng biển, kể sóng biển cứ làm vậy á. Nhìn rất là tồi các bạn. Nhưng mà thôi, mình nghĩ đó là nghề của người ta. Nghề nghiệp mà. Giống như mà cứ lặn trong soi dưới đáy biển vậy đó. Tức là ở đây thì người ta không dám lặn một nước sâu, lặn một nước nông thôi, tức là gần bờ thôi. Chưa còn nhỏ thấy mấy cái con cua nó như thế này nè, bắt đầu gọi nó là nấu cơm. Con cua nó đang nấu cơm. Mấy con cá nóc cũng tối nè các bạn ơi. Cái gai của nó không còn cứng nữa. Nó còn cứng nhưng mà nó không còn căng, không còn chịu một cách mạnh liệt nữa. Bắt đầu nó xìu xuống. Lùm tiền. Lùm tiền. Hoa chiến có cân đơn đi ở dưới ngoài hai đồng bỏ đây luôn. Bỏ đây thôi, đứng bưng ra mình làm. Hôm nay túc không nữa. Mày bỏ nó đi sâu rồi gì cho nó. Bỏ đây đi, tôi tiếp phải bưng ra làm. Để làm nó siêu. Mấy cái thau bỏ vô. Nó phồng lên. Chung thì cái chung chung này là làm. Vâng. Thành ra con này làm nó cực quá cho nên là ít người làm anh nhỉ. Làm cực. Con này nó cực quá. Làm cái cực nó đau lưng. Ừ, đau lưng nữa. Đau nhất cái này nè. Chịu không nổi. Còn cá lóc các bạn nó ngon nhất là lớp da mà, cho nên mà lớp da nó được phủ đầy gai cho nên. Đúng rồi. Nhất cái da ngon nhất. Chắc là nó phải có cả hơn 1.000 cái gai trên lưng anh nhỉ. Trên mấy ngàn luôn hả? Mấy ngàn cái gai tức là phải nhổ mấy ngàn lần các bạn ạ. Không phải như lội nhôm bịt đâu, nhổ từng cái một. Nhung thì nhung thì là cắt mau, là mau á. Vâng. Mau đây. Vâng. Để đi cọ băng lại đi. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người.
Bây giờ đang làm cái lúc anh Kiệt anh chuẩn bị làm cái món cá nóc. Làm món này công phu lắm các bạn ạ. Bước đầu tiên là phải trụng nước sôi này, trụng nước sôi như trụng gà trụng vịt rồi đó các bạn. Em thấy chắc anh phải trụng ít nhất là 5 phút anh nhỉ. Ừ. Quá trời lâu luôn, luộc 5 phút các bạn, không phải là trụng mà phải nói là luộc luôn các bạn. Anh tính ra mà con này còn khó hơn anh hơn con gà con vịt. Khó hơn nhiều mà, bị nhổ cái gai nó á. Vậy hả? Nó đâm vô tay sao? Không. Đâm cái con vịt gắn. Ăn cái chuyện không đáng vậy. Chân quá. Thế nè, cái gai của nó nè. Nè, nó tới như vậy nè, bây giờ khó nhổ nè. À, nó có hai cái móc phía trong nè. Nó hai cái móc phía trong lên. À, đấy, tức là cái cái đầu dừa của nó không phải là đâu móc, không phải là nó nằm thẳng mà nó nằm xiên ra hai bên. Nhưng mà cái gai này mình đâm vô giò rồi nó sưng vô giò này. Độc hoa có độc hả? Độc luôn. Anh đi mổ chưa chắc gì nói nữa đó nha. Vâng. Mặt anh mới đau lắm. Dạ. Trời ơi, là nhổ từng cái một như vậy luôn á. Ờ, như vậy nó mất miếng da ở chỗ cái không. Quên thu cái da trắng nè. Vâng. Nhưng mà bây giờ anh chắc có chóc nó cũng đâu xa đâu. Vâng. Còn như ta lột á, lột thì nó chỉ còn... Ông đứng đó, ông kêu đi. Mày có nó phồng hơi. Hôm qua em nhổ không có tay luôn nè, theo mày. Kiên trì ha, làm cái này kiên trì chị ha. Dây điện. À. Rồi bẻ câu cái gì này, cái này kia gì đó. Bữa trước giờ mình lại nó không cho hơi thoát ra ngoài. Yeah. Đấy, cái này nó phồng mà qua cái mang tay mà nó phồng mà tới mức phồng mỏng, xây mỏng dễ luôn các bạn này ha. Các bạn nào muốn ăn cá nóc vào đây tình chuyển nhổ gai các bạn. Nếu mà bạn nào muốn ăn cá nóc thì chịu khó phải nhổ gai nha, cái món này đúng là ngon. Món này ngon nhưng mà cực khổ quá các bạn ạ. Cực lắm, mặn ba con gà chưa bằng nó. Em nghĩ phải 10 con gà chứ. Như em vuốt vậy. Vâng. Em vuốt mà nếu mà nó không còn dính cái gai nào em mới để đặng em mới thấy được. Vâng. Còn chứ anh còn để mà nếu cái gai như vậy là người ta ăn thì chết sao? Vâng. Mình phải vuốt chứ. Con nhỏ nè. Con nhỏ này ha, hết rồi. Thấy lụm luôn. Thấy lụm luôn. Lớn đi. Giấy mưa lớn đi, là nghỉ luôn. Tự nhiên trời đang đẹp mà mưa ta. Đi kiếm coi. Ngăn đất chưa? Tôi ăn mấy cái xuống là xuống khác chưa? Khổ mà ăn, ừ, ăn mới được. Cái này cực khổ quá ha. Nó ngon mà ăn cực khổ quá. Ừ. Em thường là trụng nước sôi xong là nhổ như lô vịt chứ. Ai ngờ nó phải nhổ từng cái một như vậy đó bạn. Ai điện mấy em. Cái cảm giác mà gọi là nhổ từng cái thú vị lắm các bạn ạ. Thú vị không? Thiêu quá. Mua cũng chua dữ à. Cái này ta đâu có vô đâu. Gai này này âm nhất. Cái này là bự cao nhiều gai nè. Cái này nè. Các bạn này, đây là cấu trúc của một cái gai của cá nóc nha. Cái chiều, đây là cái chiều nó nằm ra ngoài nha. Đây, cái chiều nằm ra ngoài, còn ở phía trong là ba cái ngạnh như thế này nè. Nó bấu bây giờ. Đây là cái gai của nó rất là chắc. Cái gai của nó là hầu như là nhổ rất là khó, nhổ là nhổ cả ba chiều này, đây này, nó rất là khó. Chiều nào cũng nhọn hoắt luôn. Giống vừa mà cả xương cái bộ xương kim xương chữ y của nó lộn ngược ra ngoài vậy đó. Đúng rồi, nó đó. Nó có một cái xương sống ở giữa, sau đó thì nhổ hết gai hay nhổ hết xương này, trong thịt của nó không còn xương nữa, nhưng mà được cái là xương kim nó trọng ngược ra ngoài như thế này này. Nhìn nó giống y gan con nhím. Ừ, nó giống con nhím biển này. Ừ. Cây đẹp, đẹp mặt đẹp không? Gì nè. Tao muốn
biển nhà anh Kiệt thì có một chỉ bán bánh canh các bạn ạ. Bánh canh chả cá. Mày có đi đâu rồi? Bán bánh canh là đi đâu mất tiêu rồi? Sáng giờ bán luôn luôn, nó quên cho bỏ thang. Sang nhà đối diện ăn bánh canh mà quầy bánh canh còn đó mà phải chạy vào đây chờ bà chủ quạt bánh canh nữa các bạn. Đấy. Hình như bán hết mẹ vô quạt thêm kìa. Đấy ha. Mà ngày bán hai nồi ha. Anh Kiệt. Thế là nó giới thiệu bánh canh bên này là ăn xong nhớ hoài nha. Ngày sáng hôm nay để bụng đói sang ăn chơi rồi đó. Ăn thử xem sao. Đơn giản lắm. Đơn giản à? Dạ. Là bánh canh này chỉ có bánh canh với chả cá thôi chị ha. Ừ. Chị tên gì anh chị? Chị tên Dương. Chị Dương. Dạ. Chị Dương có bánh canh ở trong hẹp. Bán lâu rồi đó. Bán lâu rồi. Mấy năm rồi ha. Ừ. Sao mình không ra chợ bán cho được nhiều chị? Sao mình không ra chợ bán cho được nhiều? Ra chợ không có chỗ. À vậy ha. Mà cái hẻm này cũng nhiều người đi chứ ha. À chợ chị anh Trúc. Nãy nhiều người ra hối bánh canh. Mấy tao. Nó nói đâu rồi? Đang chờ bánh canh sôi. Chị người ở đào luôn đó chị? Không, chị người lịch giá. Chị ở đây hồi năm 90 tới giờ. 90 hả? Hôm nay đi quay nhà bên cạnh có đồ ăn sáng hay là ăn luôn các bạn ạ? Mình thấy tô bên cạnh có khá là nhiều chả cá. Dạ. Đấy. Hết ớ rồi là ăn. Tô bên cạnh 20 ngàn lên đảo nè các bạn ơi. Khá là chất lượng. Sáng sớm ăn tối bánh canh đúng không? Cái này bánh canh bột sắt á, cho nên là cái sợi nó rất là dai. Nóng các bạn. Rồi, chào con đôi đuổi lên rồi, cảm ơn con. Cuộc sống này. Mình đi mình thấy các bạn cuộc sống người dân trên đảo nói chung là đang ở cái mức gọi là mức bình khá các bạn. Mình nhìn vào cái nhà cửa của họ và mình nhìn vào cái giá trị của thức ăn đó, thì mình thấy người dân ở đây đang ở cái mức là trung bình khá. Còn giàu thì một số cái người làm kinh doanh nhà nghỉ khách sạn thì người ta có tiền nhiều, còn đa số dạ không cái này thưa chị. Còn đa số người dân đây thì đang ở cái mức là trung bình khá và cuộc sống cũng rất là bình dân các bạn ạ. Da nó sần, nó nhìn thấy mùn nữa ha. Nhựa, nhiều nhựa. Ồ các bạn này. Xà lóc, xà lăn. Ví dụ con này làm được những món gì vậy anh? Nhiều món. Ví dụ như món gì? Ví dụ là nhưng mà luộc xả cũng được mà thì cũng kiếm được. Không luộc biết. Xả, xào lăn. Ừ. Rồi cái gì nữa? Giả cầy ha. Ừ. Cái cá nó ăn được không anh? Ok ngon. Ăn luôn được hả? Ừ. À. Cái loại này không có độc nên ăn gan được anh hả? Ừ, đúng rồi. Ngon. Gan này mình á nó mình lấy sạch sẽ ra. Vâng. Ừ. Ăn bình thường ha. Đúng rồi, cũng nhìn làm được con cá nóc phải ăn rất là cực khổ các bạn ạ. Nhổ lông nãy giờ nhổ cái gai của nó không hết cả tiếng hồ rồi. Đúng rồi. Bây giờ bắt đầu đến cái khâu là rửa rồi làm sạch cái phần ruột này. Nhưng mà nó như này. Vậy đó rồi cái anh chặt ra rồi rửa lại cái nữa mình xào. Ồ cái đó là cái gì anh? Mặt à? Này hả? Cái ruột mình có bỏ không? Cái ruột có bỏ. Bỏ ha. Còn đấy. Cái đó là cái gì? Cây bóng bóng của nó hả? Ừ, cây bóng. Mà ừ. Này hay với máu nó. Ừ. Máu bỏ này nè. Ăn nó là tanh nha. Tanh, ăn ngon. Bên trong nó có một cái túi khí rất là lớn các bạn. Cái này là cái gì anh nhỉ? Cái túi khí không? Ừ. Nghe mỏ nó bén nè. Cái mỏ này là nghe nó cắt đứt tay luôn hả? Ờ, mỏ này nó bén nè. Wow, đây bằng xương không các bạn ạ? Xương, nè. Nó là gắn dao, gắn cong dao. Cong dao luôn á. Ừ. Đấy, thịt rất là trắng các bạn ha. Ngoài cái lớp da sần sùi với ngoài ra ở trong thịt rất là trắng.
Ồ, hai con này là kiểu ký hả? Không, hơn anh ơi. Hơn ký ha. Nói chung là cá nóc là thịt không các bạn ạ. Ừ. Này, đúng rồi. Thịt không luôn, rất là nhiều thịt. Ừ. Nói bây giờ thì chuẩn bị vào làm món gì thì nó. Hôm nay thì sẽ làm món này, anh đã là làm cái món cá nóc giàn cầy. Cháu Phạm Môn ra lên nhà hậu á. Chán. Cái giá nó ngon này. Ừ, ngon rồi. Cái giá nó mùn. Ừ. Cái nóc ngon với cái giá hai nha. Giá, cái da nó mình lọc cái da nó bỏ, nó chịu khó thì mặn lâu thiệt. Mà lọc cái da nó vỏ bỏ đó cũng như mình ăn thịt chó mà bỏ cái lớp da vậy đó. Chưa có nó muốn chanh. Cái da cá lóc mùn rất là nhiều các bạn ạ. Mua chanh về đi. Đây cái thịt ruột này coi thử nè. Thử coi. Có cảm giác là mọi người đang ngán món này rồi sao các bạn? Đúng rồi, dân ở đây thì nói chung ra là cá biển thì luôn nào nó cũng phải nhiều. Nấm ăn ngon. Sao? Nước ruột lắm. Ngon không? Ừ. Ngon. Nó giòn tròn bóng mềm mềm. Ngon đảo quá. Trời ơi, đâu có miếng chanh đâu. Ôi, ăn cái này mà dùng chuối càng đập về luôn hả? Càng to lắm mà cắn, anh cắn gì nổi. Dạ, cắn chạy lắm luôn hả? Dạ. Anh ăn thử đi, biết cần nhẫn. Ăn thử này mới nói là cua rồi. Hôm nay thì cần cho tạo biệt các bạn ạ. Đây là cái cành cúng này các bạn ơi. Một con gì cũng lực. Con to, cành cúng này, con cúng thì này mà biết các bạn không biết. Dạ đá đó. Dạ đá hả? Cua đá chú ha? Ừ, dạ đá. Dạ, thử rồi. Ồ, thịt nó dai mà ngọt, cua thì cua đó. Ừ. Thịt rồi các bạn, mà con cua làm sao lại cái... nói con cua mà biết lại anh ơi, anh nói nè, tính ra là mấy khách du lịch chưa ăn từng cua, ăn từng cua này đó, chỉ có anh duy nhất là ăn cua đó. Ừ, khách du lịch chưa được ăn cua này. Mấy con cua đi ăn đâu có lại bằng nó đâu, đi ăn nó cứng thiệt. Vâng, con này là con cúng, hay là gọi là con cua đá các bạn ạ. Cua đá. Các bạn ạ, để cái món cá nóc này thì ăn ở trên đầu trực tiếp như thế này này. Nói chung là cũng khỏi nó hình như khỏi nó tanh các bạn. Ăn liên tục trên nồi nóng như thế này này. Là mới ngon. Và cá nóc này ngon lắm các bạn, ngon nhất là cái da. Cái giò nó mùn nó rất là ngon. Món cá nóc xào răng này đó, giá cây này đó. Nói chung là những thứ hai em là người đầu tiên. Vậy hả? Chứ bọn em là người may mắn quá à. Ăn quá may mắn vậy. Tại vì nếu mà đặt nhà hàng á, bên nhà hàng nó ăn cũng ăn đi, ngon nó ăn cái công phu của nó quá trời. Vâng. Mà nhầm chỉ có không ai bán nó nên công là muốn có là có đâu. Vâng. Ví dụ như là bây giờ mà khách du lịch mà tới đây mà muốn ăn món cá nóc này phải làm sao? Phải như phải liên hệ trước á. Liên hệ trước. Các bạn ơi, cá nóc rất là ngon nha. Như các bạn cũng có thể xem một số clip cao cấp ở trên mạng á, thì cá nóc là một cái món gọi là đặc sản đấy, rất là ngon. Và trong cái đảo Nam Chu này hầu như là mình thấy chỉ có anh Chiến là cái người còn đi mò anh Kiệt lộ xin lỗi hình như còn anh Kiệt là cái người còn đi mò cái nóc này để về để bán thôi. Nóc này kêu bằng nóc gai nha. Cho nên là bạn nào muốn ăn trước thì có thể liên hệ với anh Kiệt nha. Chắc mình sẽ để cái số điện thoại trong cái phần mô tả của video. Bạn nào mà muốn ăn thử cái món cái nóc này của anh Kiệt thì các bạn có thể alo cho anh nha. Giá thì anh bán ở đây là hôm nay giá là 150 một ký là làm rồi các anh Kiệt. Đấy, nói chung là món rất là rẻ so với giá mà các bạn ăn trong nhà hàng thì nó chỉ bằng 1/4, 1/5 thôi. Các bạn yên tâm nha, còn cặp cúng này thì có 9 ngàn. Các bạn đừng ăn thì ăn. Đấy. Giá trong một này. Giá tốt anh ấy nha, phải chịu anh cứ ấy cho em ngại quá. Ngại quá. Sẵn đó đó. Dạ. Rồi nha các bạn, nói chung là như vậy thì mình cũng vừa giới thiệu xong đến các bạn một cái món cá nóc
rất là ngon. Nói chung là những cái món này thì các bạn kiếm ở ngoài hầu như nó rất là kỳ hiếm gặp. Thì nếu mà bạn thích thì có thể đặt đến chiến nha, nhưng mà cũng hên xui lắm, chứ không phải là lúc nào cũng có. Hy vọng là các bạn sẽ thích món ăn này nha, thích video này, thích món ăn này, thích trải nghiệm này nha. Và bây giờ thì mình tiếp tục ăn, mọi người lấy về cho anh khi với nhau cái này thì anh ngồi hơi tội nè, hơi tội nhẹ nặng lắm hơi tội nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.